What for lunch? I'm making squash with coconut. Nấu Buddha soup rồi. Buddha soup. Thân chào các bạn. Hôm nay là bà xã sẽ cho mình ăn chay nấu canh bí rợ. Bí rợ là loại nhỏ nè các bạn. Đó, bây giờ bà xã đã luộc lên chút xíu để cho dễ dễ lột vỏ nè, thấy không? Đó. Bây giờ ra nạo cái hột ra bỏ. Rồi bây giờ hậu sẽ cắt ha. Đây. Đây là cái thớt. Cái này là gọi là cái thớt. À, cái thớt. Thớt để cắt. Đó, hậu cắt. Cái thớt để cắt đây. Đó. Thì là chôm bò là thớt. À. À, hậu cắt nó. Ok. Hậu cắt bự bự á. À. Chân kỳ á. Ok. Chân kỳ là ta. Chân kỳ. Ok. Nó chân kỳ là đó, làm cái tù xoay. Nó chân kỳ là đó. Chân kỳ. Đó. Chân kỳ. Đó, chân kỳ là đó. Oh, à. Smells good. Smells really good. Chân kỳ là đó. Nào, thấy hợp nào. Sesame seeds. Sesame seeds. Uh-huh. Oil. Squash, eh? Squash. Okay. So you fry it up first. Fry it up first. Uh-huh. Fry your fly. Sorry. Yeah. Fry your squash up first. Okay. Bây giờ là bạch xã nè. Bỏ tí xíu mè trắng vô, rồi bỏ dầu. Giờ nấu xào sơ qua đó, và bây giờ là tới cái này là cái gì, ok, giờ tới ủa dừa vô, bây giờ cô có đứt tiền vậy. Đây. Bring the boil. Some salt in that? Yes. A little bit of sugar. Meat.
good. So good. Okay. Today, I eat bacon, and my husband doesn't like bacon, so I make him ribs. He'll eat ribs, and I'll eat bacon. He doesn't like ribs. He doesn't like bacon, so I make ribs for him. Okay, bye. Thân chào các bạn, mời các bạn ăn trưa. Nay là nấu thịt, mình không ăn chay được, mình không thích ăn chay, mình ăn sườn nướng nè các bạn. Bà xã thì nấu canh bí rợ với dừa. Mời các bạn ăn cơm nha. Thân chào các bạn, ăn trưa cùng với tụi mình nha. Các bạn thấy hôm nay mình đeo cái này là tại bị glaucoma. What? Glaucoma. Glaucoma. Nghĩa là mình bị nó mù hết một con mắt. Đó. Thì đúng ra thì hồi xưa mình đi đánh ở miền Nam á, trước giải phóng á, trước còn Việt Nam Cộng Hòa thất thủ á, có đi đánh ngoài ở miền Nam Việt Nam với Cộng Hòa các bạn. Thì mình đi trong cái bình đại đó, rồi cái ở Cứu Hòa. Cứu Hòa bây giờ thực ra là Bến Tre, rồi Hậu Trần một cái miếng giấy rồi. Thì làm gì đến lúc là như mình lính rất yên bình nha các bạn, nhưng mà mấy quân giải phóng miền Nam á, như toàn là bất xẻ quá. Mình đi qua cái cánh đồng An Cựu á, ở Bến Tre á, ở Cứu Hòa, bị phục kích, nhưng mà không phải phục kích, nghĩa là trói người trong cây súng á, còn bất xẻ, rớt còn người bạn đồng đội của mình mới vừa ra trường, Trung Quý Phó Bình Đề Lô á, rớt ảnh vô đầu, ảnh chết, rồi rớt mình cũng vô đầu nữa, nhưng mà cái non sắc của mình đỡ, nó quay mòng mòng, bắt đầu là mình bị đau đầu từ đó. Ở đây thì mình với Hậu Trang miếng ớt rồi Hậu, rồi miếng nước nước tương với miếng ớt, thôi xóa trên nè. Thì cách đây 20 năm mình cũng đã thấy mờ, mắt mờ ở Việt Nam, mình về Việt Nam đi sông Đa nọ, mình cũng thấy nó hơi gợn gợn lên, mờ mờ. Thôi qua đây 20 năm đó thì mình cũng có đã đi mổ bằng giống như phấn thì sơ dùng mắt mình đó. Tại nó cái dây thần kinh đó phía sau nó bị yếu đi hay nó lệch lạc gì đó, được cái từ lát mình có được hãy chữa cũng thấy rõ rồi nọ, bây giờ trở lại. Nhưng bây giờ mình cái tuổi lớn tuổi đó các bạn, tuổi mình lớn tuổi nữa thì bác sĩ của nó có thể mình đã bị mù luôn rồi, thôi kệ, làm độc nhãn.
làm độc nhãn. Ngon, hậu nấu này ngon à, hậu nấu rất là ngon. Ngon quá. Thì đang 3 tuần rồi mình đi bắn tia laser vô trong mắt nhưng mà không biết là bác sĩ là để hy vọng có chữa khỏi không. Nếu không chữa bắn laser mà không giảm được, không thấy được chút nào á thì mình sẽ đi mổ. Ok, nấu lại cái dây bằng dây bên trong phía sau mắt. Giờ nghĩa là con mắt bên phải của mình nó bị mù rồi các bạn, không thấy đường, không thấy đường bên phía bên phải. Có thể thấy một con cũng được. Đây cũng bên người ta đỡ hơn là mình mù cả hai mắt luôn các bạn. À, có còn xong. Phải đọc nhãn đại hiệp còn hơn là hiệp sĩ mù nghe chó sủa các bạn. Lớn tuổi rồi chắc cũng mấy về. Có người á, họ nhắn tin trong điện thoại cho mình á, họ giống như là họ hù mình á về bệnh Covid nè, với cái mình có cái bệnh asthma nên mình bị suyễn á các bạn. Họ hù mình là Covid sẽ asthma nó sẽ dễ bị Covid rồi dễ bị chết hơn là những cái người khác phải không? Đó, nhưng mà mình đã modify, mình đã cho người ta biết mình không có sợ đất vậy đó. Hồi xưa mình đã đi lính rồi, mình không có sợ mình chết đó, là một cái vô nghĩa với mình. Cái sự chết mình không có sợ chết. Nếu mà mình sợ chết là mình đã trốn quân dịch luôn rồi các bạn biết không? Người đó, ai cũng phải một lần là chết, một lần là sống, một lần là người chết. Mình sống á, sống mình phải biết rằng là cái nỗ chết à, không là gì. Thì mình, nếu mà sợ chết thì mình đâu có đi đến. Có những người đó, họ sợ chết cho nên họ phải trốn đi dịch. Vua đề tài thi lớp 12 vô đại học giả, mua sẵn rồi làm đề tài, mua đề nó tuyển vào Việt Nam á, chút tuyển đỉnh lắm á, để tốn gì tốt hết. Rồi xong khi mà đài Sài Gòn thất thủ á thì mình nói đúng ra mình cũng có lớn nghe không, mình đi học tập có 3 ngày thôi ăn tường á, có muốn cái rạp hát á giáo huấn mình xã quyền công dân đất gì đó đúng không, 3 ngày. Nhưng mà sau đó mình cũng đăng ký đi thanh niên sung phong phải không, mình ra tới cái Bù Đăng em dọn đường cho quân đội mà nhân dân của Việt Nam qua đánh Campuchia, đúng không? Nếu mình sợ chết thì mình không có đi mấy cái đó. Lúc mình đi đó, mình không á, cái tụi miên nó qua biên giới nó cắt dù nhiều lắm, chết liền thì mong chết nhiều lắm các bạn. Mình cũng sao cũng qua
được giải ngũ về mình không trốn, đi với giờ mình phải hết xong nhiệm vụ rồi giải ngũ về ngon đó. Mình đi được biết nếu mình sợ chết mình đi được biết làm gì không, thì qua đây không mình vẫn sống còn với đời. Có những người ta bụng họ xấu, xấu tính, khi họ xấu họ biết test trong máy điện thoại mình là Covid rồi nọ, rồi bệnh suyễn rồi nọ, đủ thứ mình, họ kiểu như họ làm cho mình sợ đất vậy. Con người có số rồi, giày dép cũng có số nữa, quần áo cũng có số nữa, con người cũng có số. Trời kêu ai đó dạ. Đúng là cho nên mình tại sao mình đi chơi thoải mái luôn. Qua mà cách đây khoảng 2-3 ngàn cái số mình chơi dịch giết gì mình đi chơi lắm. Chơi là mình phải để đi phải bị lãng á, giấu gì đâu. Nhưng khi mà mình nhắn tin vô trong cái máy điện thoại của họ một tí, mình chỉ hỏi về cách tình chơi chứng khoán có đời hay không á, là bắt đầu họ ngăn nó, họ nói là mình nhắn tin tập bậy tập bạ, nói gì đâu. Cái đó là trong cái đời sống, ví dụ như mình chơi Stokes là cái tầm cái nghĩa bóng của chơi chứng khoán á. Mình chơi chứng khoán mình biết rồi. Thì cái người mà mình thấy chứng khoán lên thì nhắn tin trong cái gọi mình được, nói Stokes là biểu tượng mình nên mua. Mua chứng khoán rồi đi. Đang xuống, đang lên, mình cần phải mua. Đang gặp stocks. Chứ đâu phải là, nhưng mà có thể là có những người họ học tới tiến sĩ rồi nhưng mà họ đọc tiếng Anh không thông các bạn. Họ không hiểu. Họ chơi chứng khoán nhiều lần rồi, nhiều năm rồi. Nhưng mà họ cũng khó thông tiếng lóng của trong cái những cái giới mà đầu tư với giới chứng khoán. Nghĩ mình làm viết như vậy là cái ý chọc họ hay sao phải không? Không có chọc họ, mình cứ hỏi thăm vậy thôi. Mình đâu có chọc gẹo ra mình cần thứ gẹo cho không được mà. Rồi có những người ví dụ họ coi video mình. Nhưng các bạn biết rồi, nói mình giống như mà nói chuyện giống như luôn ông già của người đó, thấy không? Thì mình cũng lớn tuổi rồi, mình đâu có nhỏ tuổi đâu, nói chuyện như ông già, thấy không? Nói chuyện cũng được bình thường thôi, nhưng tùy ý của người cần nghe. Thì nghe cảm thấy tôi hài, ta cười. Cảm thấy sốc mé rồi họ nhăn nhó. Trên thật đó mình không có chọc ai. Mình cứ nói thật đây ạ. Có những người mình qua đây á, có những người họ tưởng mình ngu. Tưởng mình không biết. Không biết gì hết. Có những người ta có người họ mình mới qua, họ đã cho cái ID của mình, cái số nhân dân á, họ đi làm. Còn nhưng mà họ đem tới cái hại cho mình. Mình khai thế, mình bắt, thì khi mình đi làm một cái full time rồi mà đi làm thêm cái part time nữa, nó bắt phải trả thuế lại các bạn. Thì họ làm cái đó nghĩa là họ lấy giấy tờ của mình, họ đi làm.
không? Lợi cho họ nhưng mà nó hại cho mình. Đúng không? Mình cũng không có cần phải kiện ra tòa tại vì mình biết. Lần thứ nhất, không? Lần thứ hai, họ cũng lấy giấy tờ để họ làm. Họ, mình đi chơi bằng tiền mặt không à, mình không có chơi bằng... phải nhờ vào cái những cái visa MasterCard thì mình đi. Mình có, không có xài đó, chơi bằng tiền mặt à. Thì họ nghĩ là mình... xung quanh đó, store our ID, MasterCard, visa đó. Oh yes. Hurt. Oh yes, someone stole our ID. Like that, you know, this is the way that. But we know, but we have to move. We don't want to sue them in. Yeah, but this know. Is the second time. But the third time, I will bring them to the court. Don't happen. Where is that? But where is that? Anh em, tình anh em, các bạn, con người đó, sống. Mấy ông sống đàng hoàng, sống thoải mái tinh thần mình, đẹp may mắn đó. Tất cả những người đó, họ mà sống tích kỷ, họ nghe, họ nhìn qua những cái đời sống khác, họ giảm tiếu, chia rẽ gia đình, cái hai đấy. Thì họ luôn luôn là lúc nào họ cũng bị, cái tôi của họ quá cao. Họ sợ mình hơn họ, mình không có gì, mình không sống sợ bị, không sợ bị gì hết vậy, sống đúng theo của mình thôi. Như vậy, không cần phải ganh tị với ai, sống cho mình, không phải sống cho mọi người đâu. Mấy đứa em mình nó không biết tính mình. Tính mình nó có sẵn rồi. Chẳng phải là qua đây mình mới đổi tính rồi. Tính mình đã có sẵn từ khi mình mới sinh ra mình đã mà nó sẵn tính như vậy rồi. Ăn thua là mình có đổi nó hay không, không ai đổi nó được. Không, cả bà xã mình cũng không thể nào đổi tính được cho mình mà, đúng không? Sống cho mình, không bắt cho ai nữa. Vui, nó chuyện, buồn, nhà trở, mình làm công chuyện riêng của mình. Là như vậy đó các bạn. Nó bên ngoài mình cũng còn bầu bẹn trong lòng. Mấy đàn gái, gái với anh rể bị dính vô Covid ở bên Mỹ, mình cũng lo. Nhưng bây giờ mọi chuyện nó đã, bây giờ nó uống thuốc cũng giảm mấy đó rồi, nó hy vọng là cầu xin ơn trên á, đừng có để cho nó trở bệnh nặng. Hy vọng là như vậy. Với đúng ra thì ở bên đây sức khỏe là vàng, tiền bạc là mới mua được sức khỏe các bạn. Như bây giờ mình bị mù mắt mà không tiền bạc là mua được từ bác sĩ cứ tưởng nữa, nhưng mà cái bổng mạng mình là nhãn đại hiệp với các bạn hơn là thích chữ mù nghe cho kiếm, nghe cho chủ luôn, không muốn bồ, không muốn chuẩn, cũng chấp nhận thôi.
như vậy. Còn mấy đứa em mình hy vọng là sẽ lên trên đó. Chỉ từ cái ít từ là nó mẹ subscribe, like, comment các bạn. If you like this video, please subscribe. Yes. Mm-hmm. Please subscribe. Mm-hmm. Bye. 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 So coming to pull out with my. Yeah, I know. Uh-huh. Yeah. Mm-hmm. Okay. Bye.